Miu diện áo dài như nàng thơ trong đám hỏi em trai. Diễn viên Miu khoe nhan sắc được khen như nàng thơ khi diện áo dài ở lễ ăn hỏi của em trai. Miu gây chú ý khi khoe ảnh ở đám hỏi của em trai hôm 13 tháng 11. Nữ diễn viên tôn nhan sắc, vóc dáng thanh thoát tuổi 34 với bộ áo dài tông màu hồng nữ tính. Thiết kế có chất liệu ốc trang da mỏng nhẹ, theo đính họa tuyết hoa và chim muông, giúp Miu khoe vẻ mong manh được nhận xét tựa nàng thơ. Thiết kế Miu mặc đến từ một lo can brand chuyên áo dài, có giá bán gần 5 triệu đồng. Người đẹp sinh năm 1989 tiết chế trang sức, chỉ dùng hoa tai và nhẫn kim cương để tô điểm cho dung mạo. Trước Miu, một số người đẹp Việt cũng từng khoe sắc với mẫu áo dài này, trong đó có Thùy Tiên. Hoa hậu ưa chuộng các kiểu áo dài có nét cách tân hiện đại cho những dịp trang trọng. Angela Phương Trinh mặc áo dài theo phong cách đầm thắm, đi cùng kiểu tóc búi ăn ý với chất liệu mỏng nhẹ và bay bổng. Thiết kế mang đến cho Angela Phương Trinh dáng vẻ mềm mại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.